Trong những ngày này, chuẩn bị cho ngày hội giao nhận quân năm 2024, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, gặp mặt, động viên các tân binh chuẩn bị lên đường, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân. Nhằm động viên các tân binh trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 20 tháng 2, thành phố Phổ Yên tổ chức gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Năm nay, thành phố Phổ Yên được giao chỉ tiêu 305 thanh niên, trong đó thực hiện nghĩa vụ quân sự 265 công dân, thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân 40 công dân. Lãnh đạo thành phố đã động viên khích lệ tinh thần các tân binh, tin tưởng các thanh niên lên đường nhập ngũ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của cha anh, ra sức khắc phục mọi khó khăn, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực học tập, huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu trong rèn luyện kỷ luật, đoàn kết, phấn đấu trở thành người chiến sĩ ưu tú, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, công an làm theo lời Bác Hồ dạy. Cũng trong dịp này, huyện Đồng Hỷ tổ chức gặp mặt trao quà cho các tân binh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm biểu dương tinh thần hăng hái tham gia bảo vệ Tổ quốc của các tân binh, mong muốn các tân binh phát huy truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong dịp này, cơ quan quân sự các địa phương phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể nắm chắc tình hình tư tưởng, diễn biến của thanh niên trong diện nhập ngũ, đảm bảo an toàn về quân số và chất lượng đến ngày giao nhận quân. Năm 2024, trong số 172 thanh niên trúng tuyển của huyện Đồng Hỷ, có 88 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, chiếm trên 51%. Trong đợt tuyển quân năm nay, huyện Phú Bình được giao chỉ tiêu 300 công dân tham gia nhập ngũ, tăng 13 công dân so với năm 2023. Trong đó, 262 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 38 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã lựa chọn đủ công dân có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe lên đường nhập ngũ. Trong số đó, có 98 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Theo đánh giá, chất lượng công dân nhập ngũ năm nay cao hơn năm 2023 cả về sức khỏe và trình độ học vấn. Về trình độ đại học có 8 tân binh, cao đẳng có 25 tân binh, trung cấp có 3 tân binh, còn lại là tốt nghiệp văn hóa từ lớp 8 đến lớp 12. Năm nay, huyện Đại Từ có 310 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, tăng 11 chỉ tiêu so với năm 2023. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện đã biểu dương ý thức trách nhiệm với Tổ quốc và tinh thần hăng hái lên đường nhập ngũ của các tân binh, đồng thời mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, ra sức học tập rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện đã trao tặng những phần quà ý nghĩa, động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.